Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với phần 4. Mình lại khối chóp. Ở đấy là hình bình hành cách bởi mặt phẳng P. Đầu tiên em cho mặt phẳng P cách khối chóp SABCD, có đáy là hình bình hành ABCD tâm O. Phẳng P lần lượt các cạnh SA là tại A phẩy, SB là tại B phẩy, SC tại C phẩy và cách SD tại D phẩy. Nếu chúng ta đặt như sau: SA chia SA phẩy là bằng A nhỏ, SB chia SB phẩy bằng B nhỏ, SC chia SC phẩy bằng C nhỏ và SD chia SD phẩy bằng D nhỏ. Ta có hai công thức như sau. Công thức thứ nhất: A cộng C bằng B cộng D. Và chúng ta có công thức thứ hai: tỷ lệ thể tích khối chóp nhỏ trên S A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy chia cho thể tích khối chóp S A B C D chính là bằng A cộng B cộng C cộng D chia cho 4 A nhân B nhân C nhân D. Bây giờ mình sẽ chứng minh hai công thức trên. Mình gọi O phẩy là giao điểm của SO với mặt phẳng P. Đầu tiên chúng ta sẽ xét bài toán phụ sau. Cho tam giác SAB có O là trung điểm của AB đã nối SO. Đường thẳng D là một đường thẳng bất kỳ. Cách các cạnh SA lần lượt tại A phẩy, SO lần lượt tại O phẩy và SB tại điểm B phẩy. Chúng ta có một công thức rất quan trọng sau, chính là SA chia SA phẩy cộng FB chia FB phẩy là bằng 2 lần SO chia SO phẩy. Bây giờ mình sẽ chứng minh công thức này. Qua A và B lần lượt kể các đường thẳng song song với đường thẳng D cho trước. Cách cạnh SO lần lượt tại O1 và O2. O1 ở đây, kể xuống đây là được O2. Thì lấy ta lét ta có SA chia SA phẩy chính là bằng SO1 chia SO phẩy cộng cho SB chia SB phẩy bằng SO2 chia SO phẩy. Bây giờ nó có chung cái mẫu, ta sẽ cộng cái tử lại với nhau. SO1 cộng SO2 chia cho SO phẩy. Ta có lưu ý sau: O1O bằng O2O thêm được ta led, thì ta sẽ suy ra được rằng SO1 cộng với lại SO2 chính là bằng 2 lần SO. Cái mẫu giữ nguyên SO phẩy. Đây là điều phải chứng minh. Sau khi chứng minh được công thức trên, ta sẽ áp dụng vào hình chóp SABCD. Đầu tiên ta sẽ xét tam giác SAC. Thì ta có như sau: SA chia SA phẩy mình sẽ đặt là A nhỏ cộng cho SC chia SC phẩy là cộng với C nhỏ. Đó chính là bằng 2 lần của SO chia SO phẩy. Chứng minh tương tự, xét tam giác SBD ta có SB chia SB phẩy cộng SD chia SD phẩy sẽ bằng B cộng D cũng bằng 2 lần SO chia SO phẩy. Vậy thì hai tỉ số này sẽ bằng nhau và cùng bằng 2 lần SO chia SO phẩy. Ta suy ra điều phải chứng minh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chứng minh công thức tiếp theo. Như chúng ta đã chứng minh được rằng mình sẽ ghi lại ở đây A cộng C chính là bằng B cộng D. Mình sẽ ghi nhỏ chỗ này. Rồi thì ta có như sau: tỉ số thể tích khối chóp S A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy chia cho thể tích khối chóp S A B C D. Bây giờ mình sẽ chia khối chóp S A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy thành hai khối chóp tam giác. Đó chính là S A phẩy B phẩy D phẩy và S B phẩy C phẩy D phẩy. Thì chúng ta có như sau: thể tích khối chóp S A phẩy B phẩy D phẩy
chia cho thể tích khối chóp ABC chính là bằng SA phẩy chia SA nhân SB phẩy chia SB nhân SD phẩy chia SD chính là bằng 1 phần A nhân 1 phần B nhân 1 phần D. Chứng minh tương tự mình cũng suy ra được thể tích khối chóp SB phẩy C phẩy D phẩy thì ra thể tích khối chóp SBCD chính là bằng SB phẩy chia SB nhân SC phẩy chia SC nhân SD phẩy chia SD chính là bằng 1 chia B nhân 1 chia C 1 chia D. Chúng ta có một điều nhận xét quan trọng là thể tích khối chóp SABD bằng thể tích khối chóp SBCD vì đây là hai khối chóp có cùng chiều cao và nó có diện tích đáy là hai hai tam giác bằng nhau phần cùng bằng 1/2 diện tích của hình bình hành ABCD. Ta sẽ lấy một cái là đại diện, ta sẽ để đây là V của SABD. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hai cái tử cộng lại thì nó sẽ tạo thành khối chóp cần tính là S A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Mình sẽ đặt 1 trên BD làm nhân tử chung. Sẽ còn bên trong ngoặc là 1 trên A, còn 1 trên C. Bây giờ chúng ta sẽ quy đồng nó lên. Chính là bằng, ở đây là A cộng C. Chia cho, mẫu là mẫu chung là ABCD. Mà chúng ta đã có một nhận xét rất quan trọng, đó chính là diện tích tam giác ABD bằng 1 phần 2 diện tích của hình bình hành ABCD. Nên thể tích của nó cũng bằng 1 phần 2 luôn. Mình sẽ nhân 2 vào cái mẫu. Sẽ thu được là bằng 2 lần ABCD ở đây. Mình sẽ suy ra được là tỷ số thể tích cần tính. Chính là bằng A cộng C chia 2 lần ABCD. Vì A cộng C bằng B cộng D. Nên mình sẽ nhân 2 vào cả tử và mẫu. Sẽ thu đây là được 4 ABCD. Còn 2 lần A cộng C chính là bằng A cộng B cộng C cộng D. Để biểu thuyết mang tính đối xứng hơn thì ta sẽ nhân 2 và tử và mẫu và ta sẽ thu được kết quả này. Đây là điều phải chứng minh. Cảm ơn đã xem. Nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn nhé.